Hello chào anh em nha. Hôm nay mình mới về thêm được một ít nền nhôm Thái in hiệu Excel nha anh em. Excel Asia nha. Thì đây là nền nhôm nhập Thái về nha anh em. Size là 0.4, 0.6 x 17. Nền này cũng là nhôm 7 rất là cứng. Nhưng mà đây là hàng có in hiệu Excel nha anh em. In hiệu Takaco Excel nha. Có nghĩa là mình nói đơn giản cho anh em dễ hiểu là này là hàng nền 11 in hiệu Excel thôi. Trong thời điểm hiện tại cái clip này mình đang đăng á, là trong tháng 8 năm 2022 thì cái nền Excel giá đúng nền zin á, giá nó rất là cao, cao lắm, rất là cao, anh không phải là ai cũng có tiền mua được. Thì hôm nay mình có về được một ít nền nhôm Thái in hiệu Excel nha anh em. Đó. Size 0.4, 0.6 x 17 nha, là dành cho được tất cả các dòng xe là quay rim cúp 67 nha nè. Mình bán giá là 750 cặp nha, chỉ màu bạc thôi nha. Nền rất là đẹp. Đây nền sau size 0.6, 17. Nền trước là 1.4 nha anh em. Nền trước là 1.4. Nền trước là 1.4, 17 nha. Đó, nền rất là đẹp. Nhôm mờ đẹp luôn nha. Đó, nền in chỉ chữ Excel nha. Rất là đẹp. Bao xài bao ok cho anh em luôn. Nền này mình bán là 750 một cặp nha. Size 0.4, 0.6. Nền in hiệu Excel. Rồi, hàng về số lượng không nhiều. Anh em nào cần thì alo em nha. Hàng ngon bổ rẻ. Lên xe thì cứ thấy là Excel thôi. Còn cái chuyện mà anh em nói nền 11 hay nền zin thì chả ai biết đâu anh em ơi. Giá là chỉ rất là dễ thương luôn. 750 một cặp. Anh em đã có cặp nền Excel lên xe nha anh em. Excel bạc.